Xin chào mọi người nhá. Thì trong hôm nay cả ngày mai thôi thì mình sẽ làm clip về cái bộ súng mới mà những cái bạn đi ọp vừa rồi ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội mới có cốt để nhận cái bộ súng này thôi. Đây là bộ súng Giáng sinh, gồm có AK này, DE này, Kerit này, với cả AVKM Giáng sinh này. Đó. Cái bộ súng này nó rất là hiếm ở trong bản Semwachina ấy. Đấy, giờ mình sẽ test thử xem. Test tam thử xem nhá, so sánh các thứ nhá. Đây, mình chỉ có ấn vào so sánh thôi. Đam các kiểu thì hầu như là nó cũng giống nhau. AVKM ấy chỉ khác nhau một vài thông số, nó cũng không chênh lệch nhau cho lắm đâu. Giờ sẽ so sánh súng AK đi. Rồi. Đây, đam cũng giống nhau. Còn mấy cái thông số kia thì ít hơn so với khẩu AK gốm sứ. Còn đây là AK47V này. Đấy, cũng thấp hơn một tẹo. Thấp hơn hoặc ngang bằng với cái linh tinh thôi. Đây là DE Giáng sinh này. Đấy. Cái gì nhỉ? Cái họa tiết trang trí, cái skin bên ngoài của nó ấy, thì mình thấy nó cũng ngon đấy. AVKM rồi DE với cả Kerit rất là đẹp. Còn có AK nhìn cái skin nhá, trong bên ngoài nó hơi khăm khắm của gì, kiểu cổ. Rồi, bạn này bạn hết cận chiến rồi, hết cận chiến để so sánh rồi. Rồi, giờ mình sẽ vào làm clip luôn nhá. Con Kerit với cả con DE thì mình sẽ test nhanh ở trong chế độ đố đơn nhá. Còn AVKM với cả AK mình sẽ đi làm rank C4 nhá. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Ôi, bóng mày vừa vào phát đố hết rồi. Ôi, đã bắn rồi này. Trời ơi, đồng đội mình đang bắn rồi. Ôi, đang vào trận luôn rồi. Nãy thì còn nhằm nhò gì nữa. Thì hôm nay mình sẽ làm clip về cái khẩu AVKM Giáng sinh. Đấy, đi cùng với nó là mình lắp thêm khẩu độc DE Giáng sinh và cây Kerit Giáng sinh này. Cái bộ này thì mọi người chỉ có đi offline ở sự kiện vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh với cả ở Hà Nội ấy, thì chắc mới có cái code để nhận cái lấy khẩu súng, mấy khẩu súng này thôi. Thì là súng này mà chứ. Ôi trời ơi, bị vướng cái thanh sắt thế. Cái khẩu súng mấy cái bộ súng Giáng sinh này ở trong bản Semwachina thôi thì nó cũng đã rất là hiếm rồi. Còn sau này mình không biết là Vera Game nó ra cái khẩu này với hình thức là bán hay là làm event hay như thế nào thì mình không biết. Mà chắc chắn là sẽ có một tí gọi là hiện hình của Cortex ở trong cái bộ súng này. Rồi, không nói nhiều nữa. Rồi, vào luôn đi. Đấy, ấy, cái bộ súng này cũng ngon mà. Ấy, một em này, chết rồi. Ôi, bị móc này. Cao nhà nó. Rồi ôi, team tin sứ bảo fix rồi mà đã fix đâu, băng vẫn hoành trá tràng lắm. Rồi, chả hiểu bao giờ Vinagame nó fix cái khẩu này. Đi hình như mấy ông còn ăn GN. Hôm nãy thế trên ca nhà nó bao giờ biến đi đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Ui, ông này đi chạy. Ui. Trời ơi, team tin sứ thì làm sao mà bắn được. Ồ. Rồi, lại. Chưa gì đã bị móc quả rồi. Ấy, Kerit này. Con Kerit này chém rất là khó. Bởi vì bạn này bạn không chắc là chưa vẫn chưa nâng mắc thiên phú cận chiến mà. Bắn nó không được chém, nó vẫn chưa được xà lắm. Nói chung là chém mút chửi xuyên tới kỉ mới giết được một em. Ui, cùng. Cùng hẻ ma này. Cùng hẻ ma này. Ra mít rồi. Cùng hẻ ma, mấy em ơi lên không? Ngó mặt lên anh xem nào. Anh đã kê sẵn đây rồi. Ngó mặt lên em ơi, trời ơi. Rồi mình sẽ canh đây nhá. Rồi mình sẽ canh ở đây. Xem mấy cái còn đi không? Có đi B không? Không thấy động tĩnh gì, vẫn chưa đi B, không đi B. Chắc là chỉ có ở hẻm ma hoặc trên căn nhà nó thôi. Rồi, chả thấy gì luôn. Hay lắm, rồi một em rồi. 2-3, cố lên. Tự nhiên bắn nhầm. Ui rồi ôi, thôi bỏ mẹ rồi, chậm một tí. Trời ơi.
Cô ơi, xong này nó lên. Nó lên hết đồng đội của mình rồi. Không, xong rồi. Đây là xe 2 rồi, xe 2. Ok ok ok. 3 luôn. Ui, nó này, nó này, nó này. Mày, mày này, chết cha mày đi này. Thôi, mình sẽ đổi súng thôi. Không được, quả này vỡ mồm. Bú đi, một thằng dưới sân. Tao biết là một thằng, ấy, có một thằng dưới sân thôi. Ui, chết đi đem ơi. Rồi, nên gỡ bom thôi. Trời ơi. Chí chết nhá, may nhá. Rồi, xong xuôi rồi. Rồi, tiếp thôi. Còn 2 round đấu nữa thôi là thắng rồi. Bên kia ơi, hình như cũng đi team hay sao anh nhỉ? Bên mình thì đi, chắc chắn là ở bên này mấy ông ấy đi team rồi. Chắc là ông nào bị đít thì mình mới được bay vào. Mà thôi không sao, cố lên. Cố lên là hình như còn một em sở đít đúng không? Ôi thôi ăn cướp rồi, để B. Rồi về B nhanh. Canh B à? Về B, chết đâu mấy ông này, chết đâu, tôi đã bấm mấy cái, chết đâu. Chết đâu rồi mấy ông ơi. Ôi mình canh B thôi. Mày này. Bom CB. Ui, nó này. Một, thêm một em nữa này. Mày này. Một em nữa thôi. Một em, có một em nữa thôi. Chết đi rồi. Ôi giời ơi, ăn phát liền bốn em. Ôi giời ơi. Ăn lời. Ôi tiếp. Đấy, thì dòng APKM này đi lên rất là nhanh. Nào tiếp nào, tiếp nào. Sẽ kè đi. Kè. Có thằng Snip sao? Có thằng Snip này. Có. Ôi. Ôi dồi ôi, nó trúng. Nó trúng cái phần đất nó nhô đấy, nó mới đâu. Cay quá. Hồi sinh nhà mình này. Ở biết về hồi sinh nhà mình này, bom rơi này. Bom rơi ngay bên dưới này, phải không? Cố lên mấy anh em ơi, cố lên. Rồi, hay lắm. Úi, bom Ghetto này. Ấy, thường thì mọi người thường thì bắn slip ở phía bên công ấy thì nó sẽ dễ hơn là phía bên thủ nếu đối nhau ở mid. Mid. Ấy. Mid thắng. Thắng. Ông này có 11 máu ấy. Cố lên. Ấy, chỉ cần người phải hơi đạn thôi là cũng chết rồi. Còn có tính mà. Thôi, lại. Trời ơi, cả bắn slip lỗi quá. Mình sẽ trả thù nhá. Đấy, các bạn cứ ra mid nhá, xong rồi đứng từ từ thôi. Đấy, cầm này. Đứng kè từ từ thôi, kè từ từ thôi. Đấy, kè từ từ, nó hở ra. Nó hở ra là nó về chết. Đấy, thế xong rồi. Kè từ từ thôi, chứ còn ra hẳn mà bắn thì đấu nhau của nó sẽ chết đấy. Rồi, đồng đội mình quả này sâu lên nhà nó thật rồi. Rồi, như thế này thì làm clip làm được cái gì nữa. Rồi, thắng rồi, ok, mình sẽ ra làm thêm clip nữa nhá. Rồi, lại, come on baby, lại nào. Ui, đợt này thì gặp team, rồi, vớt mồm rồi, chắc chắn là gặp team rồi, còn trận kia thì mình cũng không để ý, không nhìn kịp. Vào đi, vào. Trời ơi, cố lên. Mình nghĩ là sắp tới cái bộ súng này nó sẽ ra trong thời gian mà Giáng sinh ý. Rồi chết tiêu một em rồi. Ý, cứ phải kè ở cái chỗ ngầm hồi sinh ý. Không là vỡ mồm ấy. Đấy nhờ. Không biết là có hành à? Không biết hành lang có không? Đi chậm thôi. Mày, ui, nó chảy xuống rồi. Ý, đứng sang bên này. Ý, đi sang ngang. Anh ở đây cơ mà. Đấy, thường thì nó có khói thì nó sẽ chỉ có quẩy bừa thôi. Mình cứ đi lên xong rồi bắn ngang người nó được. Nào em ơi, mấy em đang đâu? Ấy, nhảy xuống phát sẽ mong dịch. Ôi tôi bỏ mẹ thôi, ăn cướp rồi. Thôi, nhảy. Đấy, biết ngay mà. Nhảy vào chỗ nào đây, nhảy đúng vào cái họng súng của cái bố này. Cuộc đời tôi sao đen thế, Loa rồi. Loa. Rồi, còn cầm slip đã bảo lô A sẵn rồi. Cố lên. Rồi, trên A. Nhảy xuống. Thằng này chắc ít máu rồi, nhảy chạy này. Rồi, quá tuyệt vời, hay lắm.
mà cũng không thoát khỏi. Thôi, bố này thì bo ma, bố ấy vẫn cứ lẩn vẩn ở B, cuối cùng thì sang ngang không kịp, bo đã được gỡ. Và cuối cùng thì tự tay bóp dái mình với quả bom mù flash. Ngáo à? Ôi chơi gì được rồi. Ấy, được rồi, mình phá câu rất là chuẩn. Ngáo à? Úi giời ơi. Chết đi này em ơi, đọ slip mà. Úi, ôi bỏ mẹ, bố này bố kia sẵn rồi. Rồi, bắn kinh quá. Đấy, gặp mấy kiểu gặp team này bắn cũng hay hay này. Úi rồi xong, xong rồi. Đi tầm đêm này thì thường sẽ gặp team hơn là ban ngày. Ấy, chứ còn ban ngày thì sẽ như kiểu toàn pro, người ta đi làm hết làm sao ấy. Đây là mình đang cố gắng làm nhanh cho bạn kia bạn vào chơi. Rank chỉ còn tầm 1 tiếng nữa đóng rank rồi. Cố gắng trong 30 phút thì sẽ làm được thêm clip này này. Đấy, xong làm thêm 2 clip về khẩu AK Giáng sinh nữa. À, xong rồi, móc nha kia, móc nha, móc nha. Bên trái quay. Đúng rồi, cố lên, nó đang ở chỗ hẹp đấy. Hay, tuyệt vời. Đi, AK default đấy. Úi, ông này cầm slip đấy. Chết tiệt này em ơi. Đấy, thấy chưa. Đồng đội anh bắn rất là hay. Rồi, xong chơi rồi. Mà do địch nhiều quá, Nên nhiều phát quá, nên cùng một lúc nên không thể chống đỡ được. Úi dồi ôi, sao em ơi, em nhảy chậm thế. Nước bột móc. Cầu nước. Rồi, bị đồng đội mình bắn chết rồi. Bắn chết tươi rồi. Đấy, kè chỗ này xem B có thằng nào đi không. Ôi bên kia, ôi, đã không ai rồi á. Trời ơi, không để ý. Đấy, kè nước, kè chỗ này trước này. Đấy, mình thấy có tiếng chân này, có tiếng chân ở ngay dưới cầu này. Có tiếng chân ngay dưới cầu. Sợ lắm, đi này, chẳng may móc cái thì thôi vỡ mồm. Trên tay cũng cầm slip nữa. Thôi, bỏ đi. Mình biết là kiểu gì có thằng ở dưới dưới cầu mà. Thôi, xuống bắt nhá. Thôi. Ý. Em đang đâu? Úi. Ý rồi. Ui mày nhớ, mày chết không, mình mà quay ngược người lại là mình bay rồi ấy. Mày nhớ. Giật cả mình. Xong này. Mày vào đây. Mày vào đây này. Ui. Trong B này. Trong sai B này. Trời ơi, đi lắc na lắc đéo. Ui trời ơi, bắn. Rồi, 5 phát tới đây nhá. 6 phát này. 7 phát này. Nhiều máu chắc là dính rồi, mình bịt được rồi. Úi, ông này ông vẫn trốn trong này này. Đấy, biết ngay mà. Bị ăn một phát snip xuyên thùng của mình rồi. Thế xong cuối cùng chạy ra xong rồi thấy ít máu lại chạy vào. Ít máu là phải chạy vào. Rồi, xong tươi rồi. Mấy em làm đâu? Rồi, mình sẽ không đứng ở phía bên phải nữa. Úi, rồi, còn em đấy. Cứ phải chết đi rồi em ơi, giữ anh này. Thành đang kiểu gì có cho mà xem. Đấy, còn là BKM này, cái dòng hàng BKM sớm rất là nhanh, đi đây rất là nhanh. Đấy, mặc dù Ram, ấy được cái này chứ mất cái kia mà. Mặc dù Ram nó thỉnh thoảng bắn hai phát nó mới chết, nhưng mà được cái là nó đi đây rất là nhanh. Đấy, sắp tới còn ra nhân vật Venus nữa thì thôi, xác định. Ui, bỏ mẹ thôi, xong rồi. Hành lang 1 này. Chắc chắn luôn. Hành lang 1 thằng. Úi, thì chưa, ui. Ui, móc nhanh còn kịp. Móc nhanh còn kịp. Em ơi, em đang đây này. Em ơi, em đang ở trên này đúng không? Chuẩn luôn. Rồi, lại. Tiếp. Cố lên. Xong tươi một em. Ấy, em ấy lúc đây bắn snip mình cái sao ấy. Trả thù được rồi nhá. Ấy, xem có trốn không? Xem có nút chỗ này được không? Không nút chỗ này được. Ấy.
rút kinh nghiệm rồi là không núp vào đấy nữa rồi, khôn phết đấy. Ui ui rồi, ui tí chết bỏ mày đó, may quá. Đấy mình mà đứng lại chỗ đấy thì thôi xác định ăn thêm một hai phát snip để còn ăn thêm nguyên trái bò mồm. Kè mãi không ra, cuối cùng người ta kè hành lang gì lại ra. Rồi không thấy gì ở trên hành lang. Mình sẽ đi đi B đi. Mình sẽ đi B. Đi B phải check nước. Đấy, check thằng này và check chỗ góc này. Góc này hay trốn, mình hay trốn mà. Cứ phải check. Đấy, xem trong B có không. Xem trong B có không em ơi. Trong B chắc là không có rồi. Chưa thấy gì. Ui. Ô. Vừa nghe thấy tiếng chân đây. Chắc không phải à? Cố lên. Tỷ số đang là 2 đều. Rồi hay quá. 4-2 rồi. Số người đang là 4-2 rồi. Bên mình đang lợi thế hơn. Ui. Ui dồi ôi. Bạn kia bạn cho một phát tuyệt. Ôi dồi. Lần ngược tình thế rồi, ăn cướp rồi. Rồi ông kia ông snip. Mai trưởng nhở, snip một phát 3 thằng luôn. 3 thằng đi ra bị snip luôn. Ôi. Ôi sợ quá, bắn hay quá. Hachiman. Thôi không sao, cố lên. Có vui gì phải xoắn quả. Tiếp, không sao, 23 rồi. Không thấy đứng đọ snipe ở mid nữa. Rồi, không thấy gì luôn. Em ơi, em ở hành lang, em có hành lang không? Ui, có thằng hành lang nhá, có thằng hành lang. Mình phải cho bom mù đã, bom mù. Cho bom mù một phát. Ấy, bây giờ mới lên này. Ấy, nó mù rồi. Mù đặc rồi, ok, chết tươi. Xem nào. Thôi trượt rồi. Úi, ôi, anh ở đằng này cơ mà. Anh ở đằng này cơ mà. Tự nhiên lại cho thêm quả bông mù làm cái gì. Trời ơi, mình đang nói chuyện cả bọn Fox kia. Nào, lại kết tiếp hành lang. Mấy anh em có ra không? Mấy anh có ra không? Mình vẫn chưa mất máu. Thôi cứ bắn đi. Rồi, kè mấy góc thùng thế lúc nãy mấy chị ấy nhảy mà. Ui, lũa. Ui dồi, dưới gầm mối sinh. Dưới gầm hành lang nó bắn lên. Sợ nhờ. Dưới gầm hành lang. Trời ơi, không biết anh nào anh bắn gầm hành lang lên. Mày không bị trúng chim ấy, bị trúng chim phát là bay hai quả cà. Này, chắc em này em bắn này. Trời ơi. Chết rồi. Anh em đi đâu thế kia? Đang ở B à? Có thằng móc này. Hành lang. Trời, xong tươi rồi. Em này chắc móc hồi sinh cho mình đấy. B đi, về B và đánh. Về B đi, trời. Mình bị móc rồi. Trời ơi. Chết tươi rồi. Lô B có nhờ, lô B 1. Cầm hồi sinh nhà nó một đấy. Cho là chạy lên A kìa. Hay quá tuyệt vời. Cố lên. Đúng rồi, cố lên. Ấy, ông này slip rồi, chết tươi rồi. Hay lắm, người phán xử đấy. Chứ không phải dạng vừa đâu. Ba đều rồi. Ôi giời ơi. Nào, em ơi, em có thể ra đây được không? Có anh em nào nhảy ra đây nữa không? Cho tôi một lần nhìn thấy thôi. Mấy em đang ở đâu? Lần này mình sẽ đi rào xem. Lần này ta sẽ đi rào. Xem có em nào đi rào không? Nhưng mà đi chậm thôi. Sợ nó ra rào trước mình. Nó ke trước thì vỡ mồm đấy. À, có tiếng chân. Rào này. À, úi dồi, chết đi em ơi. May nhớ tí nữa thì mình chết, may là mình ấy. May mà ông kia ông ấy đi tiếng bước chân ấy. Không thì mình vỡ mồm.
rồi, có làm giảm mít được không? Có làm móc mít được không? Không tiêm nào. Thôi trong đồng mình hai ông ở A đi. Mình sẽ ra. Mình sẽ ra rào mình từ ngắm snip A xem. Mình thử snip A xem. Xem có anh nào hở cái mình sẽ cho ngay về chầu Diêm Vương. Anh ơi, ấy có tiếng snip nhá, có tiếng snip nhá. Ấy để này, ấy. Em ơi, ngó mặt ra. Ấy. Ngó mặt ra đi em ơi. Rồi thôi xong. Thôi xong tươi rồi, móc nhà một này. Móc nhà mấy ông này ông vẫn đang ở nhà này. Mình cứ tưởng ở B rồi hay đi đâu cơ. Rồi hay. Hay, trời ơi tuyệt vời. Sang B đi, sang B đi, sang B sang. Trời ơi, bắn hay quá. Quá tuyệt vời. Ông AK. Hay lắm. B đi anh em ơi, B đi, B đi. Hoặc sang A sờ, hoặc sang A bom đi, còn 30 giây thôi. Giờ mà không sang sợ không kịp đâu. Cố lên, cố lên. 14/5 rồi. Rồi, nhà nó snip, nhà nó snip. Nhà nó snip nhá, nhà nó snip. Chát tất cả luôn. Nhà nó snip ấy. Rồi. Bom, bom, bom A, bom A, bom A. Cố lên em ơi, cố lên. Ông mình có còn trong AK còn sống thì mình cũng sẽ còn tin tưởng thôi. Ừ, tại sao nghe tốt thì liên quan gì đến Tony? Nhưng mà bạn kia bạn nói chuẩn luôn. Mình đang bắn đây. Trong ai kìa, lũ A, lũ A. Trong xe A, trong xe A, trong xe A. Rồi hay. Ấy, ấy, bắn như thế này phải hay không? Hai anh em bắn quá hay. Cố lên, cố lên. Cố lên hai đội. Ôi rồi ôi trượt rồi. Bí quá. Em ơi, em có nào ra mít được không? Có nào ra mít không? Ngó mặt lên, ngó mặt. Ấy, úi, úi chân này. Úi, mình kè ngay góc ấy. Úi rồi ôi. Không chúng nó biết đâu, đào ra đấy. Cố lên. Cố lên. Chúng một phát rồi, trừ 81 máu. Ở kia, ở bên kia chắc là nhận ra mình. Cái cách mà chat tất cả chắc là chỉ có mỗi mình. À, có thằng móc dao này, có thằng móc dao này. Móc dao này, móc dao thì phải đi chậm thôi bạn ơi. Đi nhanh quá, lỗi hết cả tiếng chân. Biết ngay. Cố lên, bên nó một thằng yếu rồi. Thằng slip yếu rồi đấy, thằng slip yếu rồi. Ăn chỉ cần ăn thêm viên đạn, ăn ngửi thêm viên đạn thôi là chết rồi. Ui. Ui rồi. Hành năng có đây. Vào hành năng xông bắn, xông lên bắn luôn. Ok đây xem có nào không. Rồi, mình phải chạy thôi. Ấy cứ theo đồng đội nghe thấy, nghe theo cái tiếng gọi của đồng đội mình mà đi. Ui, đi này là chết. Chưa thôi, phí quá. Phí quá. Mày này. Thôi, mình đã ăn nó mới đau. Phí quá trời ơi. Thôi tao phải đi chạy ra chỗ khác thôi. Chứ đứng đấy mà chết rồi. Thôi đứng chỗ này, đứng chỗ này mít thì nó bắn ra chết tươi đấy. Thôi. Hai hành lang xung nhau à? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đánh B đi, đánh B hay đánh chỗ nào đi, đánh B đi, đánh B đi. Úi, trên nào vẫn còn slip nhá, trên nào vẫn còn slip nhá. Bom mù kìa. Bom mù, bom mù, bom mù. Bom mù chắc là bên kia ném. Bởi vì không thấy tiếng radar của đội mình mà. Ý, lô A này. Lô A chết tươi này. Rồi, tỷ lệ thắng đã 99,99% rồi. Bên kia mà ông này ông cân 4 nữa thì mình cũng xác định là thôi. Nghỉ game. Cùng rủ anh em nghỉ game luôn. Cố lên anh em ơi. Ok thì các bạn xem clip thì hay thì nhớ subscribe kênh, đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều clip cũng như ủng hộ mình lên 50.000 subscribe nhá. Thì mình mấy cái lượt subscribe thì mình có động lực hàng ngày để làm clip cho mọi người xem. Em mọi người xem clip thì cố gắng ủng hộ mình, tạo cái động lực cho mình làm clip bằng cách ấn đăng ký theo dõi kênh, subscribe.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong những thời gian vừa rồi. Đấy, còn bây giờ là ông kia đang báo vị trí kìa, nước B hồi sinh mày. Ok nên chém luôn, hỗ trợ không kịp rồi. Thế nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye, see you again.